Kính thưa quý vị đồng đạo, chương trình thuyết giảng hôm nay là đề tài khẩu nghiệp. Thưa quý vị, muốn thấm nhuần ý tưởng hành đạo cho được thiện hòa trên con đường tu tập cho mỗi hành giả, đó là đề tài khẩu nghiệp. Ác khẩu nghiệp là gì? Ý nghĩa ra sao? Giữ được khẩu nghiệp lợi ích như thế nào? Sẽ do giáo lý viên ban phổ truyền giáo lý trung ương Trần Thị Hà đến diễn đàn chia sẻ cùng đồng đạo chúng ta. Trân trọng kính mời giáo lý viên. Giáo lý viên đang kính lễ thầy, đề nghị chúng ta ấm mộ cho tràng pháo thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Phú Hưng. Kính thưa ban quản tự chùa Hưng Hòa Tự. Kính thưa quý vị bô lão khối tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Kính thưa quý vị trong ban trị sự các xã phường thị trấn lân cận về đây tham dự phiên thuyết giảng này. Kính thưa tất cả chư quý đồng đạo kính mến. Thưa quý vị, thật là một điều vinh hạnh cho chúng tôi được ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Phú Hưng yêu cầu về đây để thuyết giảng. Thì được ban phổ truyền giáo lý phân công, hôm nay tôi đến tại diễn đàn này, nhìn thấy tất cả quý cô bác cùng anh chị em thật là đông đủ. Lời nói đầu tiên của chúng tôi xin được phép gửi đến quý vị lời thăm hỏi chân tình, lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Thưa quý vị, tôi thì thường nghĩ như thế này nè quý vị. Mình ở nhà thì được cái sự dạy dỗ thương tình của ông bà cha mẹ cũng như anh chị em trong nhà. Thì khi làm phận sự về cái tinh thần đó quý vị, thì nhờ tất cả các ban trị sự cũng thương tình mình. Có nghĩa là sau khi mà thuyết giảng đó, trước nhất thì được quý vị đến ủng hộ rất là đông đủ. Và sau khi thì được sự đóng góp của tất cả quý cô bác, anh chị em, đồng đạo xa gần, làm cho mình có cái sự thấy những cái gì còn khuyết điểm và chúng ta phát huy những cái gì mà nó có giá trị đạo đức đó, chư quý đồng đạo. Thì đây là một cái tinh thần mà Đức Thầy cho biết là tóm tắt ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Thưa quý vị, khi đến diễn đàn nào mà tôi thấy quý cụ á, ngồi mà đông như thế này á, thì lòng tôi rất là cảm thấy hạnh phúc quý vị. Bởi vì cái bụi tre mà sở dĩ nó được những cái mục măng á, mà nó mọc vòng vòng cái bụi tre đó quý vị, là cái thân chế của cái cây tre nó có cái sức mạnh lan tỏa để rồi có những cái mầm non nó mọc lên. Cho nên trong cái môi trường đạo đức mà quý cụ, quý cô lớn tuổi mà được ủng hộ đông đảo như thế này ha, thì tôi nghĩ là làm cho cái môi trường đạo đức mình nó thêm lớn mạnh, phải không quý vị? Cái khối tín đồ Phật giáo Hòa Hảo của chúng ta càng ngày càng thêm bành trướng. Bởi vì chung quanh của mình có những chú bác, có những cô dì đã từng ủng hộ, đã từng dạy dỗ mình, hôm nay mình mới trưởng thành trong cái môi trường đạo đức. Thì điều này tôi xin cảm ơn chư quý đồng đạo mình rất nhiều. Mời quý vị ủng hộ một tràng pháo tay ạ. Thưa quý vị, thật ra mà nói thì thánh nhân đã bảo là nhân vô thập toàn, phải không quý vị? Một con người không bao giờ tròn vẹn cả mười. Cho nên vì vậy mà dù có cố gắng học hỏi như thế nào, dù có cố gắng công phu hành đạo ra sao đi nữa, thì cái vấn đề thiếu sót nó là một cái vấn đề nhất định. Cho nên không phải là bản thân của giáo lý viên mà người nào cũng tu tập
hoàn hảo hết đâu. Không phải bản thân của giáo lý viên mà người nào cũng có một cái mức kiến giải rất là lưu loát, phải không quý vị? Không phải vậy đâu, cũng còn học hỏi trong kinh điển, cũng còn học hỏi lời dạy của Đức Thầy. Do đó mà dù sao cố gắng cỡ nào thì cũng không bằng những cái bậc đã đi trước, giống như những người tiền đồ của Đạo Pháp, những vị đã là dĩ nghiệp của Đức Thầy. Thì chúng tôi cũng là một cái người là một đứa em, một đứa cháu. Quý vị có đồng ý điều này không ạ? Có đồng ý không quý vị? Đồng ý tôi là một đứa con, đứa cháu quý vị thì không bao giờ có sự hiểu biết hoàn hảo, nên rất cần sự hiểu biết của quý vị. Mỗi lần lên bục thì tôi nghĩ mỗi lần mình có dịp trả bài với cô bác anh chị em, cô bác anh với chị em ở dưới ngồi kiểm chứng ha quý vị, cái cô Hà nói đúng sai, có đúng với lời dạy của Đức Thầy hay không, mà chỗ nào còn thiếu sót thì quý vị thẳng thừng mạnh dạn mà góp ý ha quý vị. Đừng để mà mình dị bụng cái mình nói cô nói cũng được, nhưng mà thật ra thì không có đúng với lời dạy của Đức Thầy. Cho nên điều này thì chúng tôi rất là cần, rất là cần quý cô bác anh chị em lớn tuổi để ủng hộ và chỉ dạy cho chúng tôi. Thì điều này chúng tôi vô cùng cảm kính và sự biết ơn rất là sâu đậm quý vị. Thì trở lại cái chuyên đề mà tôi gặp gỡ quý vị hôm nay đó, thì đó là cái đề khẩu nghiệp quý vị. Khẩu nghiệp là gì quý vị? Khẩu nghiệp tức là cái nghiệp miệng lưỡi đó, chưa quý đồng đạo kính mến. Thì thưa quý vị, con người ta cái miệng mình có mấy chức năng quý vị? Có mấy cái chức năng? Có phải là có hai cái chức năng không? Một á, là cái chức năng ăn, hai là cái chức năng nói. Mà nếu như chúng ta ăn mà không phải thì mang tội kết nghiệp, phải không chư quý đồng đạo? Mà nói không đúng thì cũng là kết nghiệp mang tội. Do vậy thì Đức Thầy đã yêu cầu tín đồ của mình là tín đồ cùng các chư tăng từ rày sắp đến nói năng chọn lời. Thì trước khi đi vào cái sự chia sẻ cái chuyên đề khổ nghiệp này, tôi sẽ cùng quý vị hầu một câu chuyện sau đây. Nói là ngày xưa đó, có một cái anh chàng nọ, anh thầm trách tạo hóa sao bất công thế. Con người ta có hai cái lỗ tai để nghe, hai con mắt để nhìn, hai cái lỗ mũi để ngửi, thế mà có một cái miệng. Anh thầm trách gì đâu quý vị. Thì trách thì trách, nhưng mà trên bước đường đi đó, thì anh đi chợ về, anh mới mua đồ vật dụng trong nhà đủ thứ hết. Nhưng mà bữa nọ anh định mua một cái số đồ để mà về mời anh em lại thiết đãi mâm bàn nhấm nháp một bữa tiệc cho vui. Thì trong khi đó anh có mua sâu nem chua quý vị. Về nhà anh máng lên viết, sao cùng bạn bè đến rồi thì mâm bàn dọn sẵn mà vô kiếm sâu nem hoài không gặp quý vị. Anh mới hỏi bà vợ chứ mình ơi, có gặp anh treo sâu nem đây không mình? Bà vợ nhanh nhẹo trả lời là dạ thấy, mà em thèm quá em ăn hết rồi anh ơi. Nếu quý vị là một cái người thanh niên, ông chủ trong gia đình mà mua một sâu nem về, bà vợ mình mới ăn hết trơn không thừa chiếc nào, thì nghĩ sao quý vị? Ông chồng ông giận quá, tán bà vợ bạc tay quý vị. Người đàn bà mà đón một bạc tay rồi đó ha, thì cái cơn giận nó đổ lên đó quý vị. Bao nhiêu dông tố trong lòng của bà ta đều tuôn ra cửa miệng. Lúc bây giờ nội tông ngoại tổ, kẻ mất người còn, dương gian âm phủ, đội mũ mà lên trải chiếu hai bên, ngồi đây nghe tao chửi. Bà chửi tắt viếp luôn quý vị. Ông chồng hết hồn bỏ nhà đi. Đi đợi cho bà hết cơn giận rồi ông về. Thì trên đường đi ông cũng lẩm nhẩm, bởi vì trời xanh không có gì thiếu, cũng chẳng cái gì dư. Xanh á, có một cái miệng mà nó ăn như vậy, mà nó chửi như vậy đó. Phải xanh hai cái miệng làm gì mà chịu nổi. Làm không đủ nó ăn, mà không có khả năng để nghe nó chửi, đúng không chư quý đồng đạo kính mến? Hồn vía lên mây, phải không chư quý đồng đạo? Cho nên á,
Lời nói nó là một phương tiện truyền thông tốt nhất. Nhờ có lời nói mà người ta mới động viên, nhắc nhở, an ủi, dỗ về trong cuộc sống. Nhưng ngược lại, nếu mà không nói đúng lời á, thì vì cái lời nói mà người ta chia cắt hận thù, phá tan sự đoàn kết cùng nhau, gây nên một cái sự đau khổ ê chề trong cuộc sống cũng do lời nói, phải không quý vị? Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Chẳng những ngoài tuồn đời mà trong cửa đạo cũng vậy quý vị. Nếu không cẩn ngôn cẩn hạnh thì nội bộ sẽ xào xáo, mất đi đoàn kết trong chùa chiền hoặc là nơi ban trị sự. Chư quý đồng đạo kính mến, ngay cả những cái cơ sở từ thiện cũng vì lời nói mà người ta phá tan tinh thần đoàn kết, mất hạnh phúc, làm cho người đời phải cười chê khinh bỉ. Tại sao đạo mà còn như vậy, phải không quý vị? Đạo mà nói góp ý nghe không được sao mà còn đi thưa kiện cáo tụng, phải không chư quý đồng đạo? Thấy rõ ràng các nơi mà cơ sở của đạo mình nhiều khi để cho chính quyền phải là ra xử sự quý vị. Cái người đạo là đã là cái người biết tu tâm dưỡng tánh rồi mà đi thưa với các cấp lãnh đạo chính quyền của nhà nước để đứng ra mà cư xử quý vị, thì do mình không cẩn ngôn cẩn lời, phải không chư quý đồng đạo kính mến? Cho nên ở đây là một cái bài học nói về cái chương trình tu nhân. Nhưng mà nếu tu nhân chúng ta không tròn thì đừng hòng đến cái cửa Phật, chư quý đồng đạo. Cho nên Đức Thầy nói ráng tu nhân đạo cho tròn mới hay. Và Ngài đã khẳng định là cần chi gạn hỏi diễn dông, làm người chưa dẹn khó hòng thảnh thơi, phải không quý vị? Người với người mà chưa đoàn kết thì làm sao thương yêu lẫn nhau như con một cha được, làm sao dìu dắt lẫn nhau được về con đường đạo đức, phải không chư quý đồng đạo kính mến? Cho nên chúng ta không xem thường vấn đề tam nghiệp hàng ngày, chư quý đồng đạo. Chúng ta không coi nhẹ cái vấn đề mà cái lời nói của mình. Mình thường nói cái câu nói quen miệng trên môi á quý đồng đạo, nói là dễ, làm là khó. Nhưng mà hễ người biết đạo, nói càng khó hơn, đúng không quý vị? Làm được bao nhiêu thì làm. Làm được nhiều thì mình có phước đức nhiều. Làm ít thì không có phước đức, mà không làm thì không có phước, nhưng mà không có tội quý vị. Còn mình nếu mà mình không cẩn ngôn cẩn hạnh rồi đấy ha, mình nói một câu làm cho người ta buồn, nói một câu làm cho người ta đau thì càng tội, phải không chư quý đồng đạo kính mến? Cho nên lời nói rất là quan trọng. Nó cũng là một cái vũ khí mà để phá tan tinh thần đoàn kết, chư quý đồng đạo kính mến. Cho nên hôm nay tôi cùng quý vị sẽ chia sẻ qua cái chuyên đề khẩu nghiệp Đức Thầy gửi gắm tâm sự với mình như thế nào quý vị. Trong cái khẩu nghiệp, thưa chư quý đồng đạo kính mến, trong tam nghiệp của mình, thân nghiệp là sát sanh, đạo tặc, tà dâm. Ý nghiệp là tham lam, sân nộ, mê si. Hai cái nghiệp này nó gồm có 6 cái điều ác. Nhưng mà quý vị thấy cái thân này nè, 60kg, 57kg không quý vị? Mà nó có 3 nghiệp mà, sát sanh, đạo tặc, tà dâm. Cái ý nó tiềm tàng, nó sâu xa bên trong không ai thấy được. Nhưng nó có 3 nghiệp mà, tham lam, sân nộ, mê si. Cái miệng mình bề ngang 3 phân, không quý vị? Rộng rộng như tôi cỡ 4 phân, không quý vị? Lên nó chừng phân ngoài. Nhưng mà tới 4 nghiệp quý vị. Cho nên Đức Thầy nói, Thầy xét lại khẩu nghiệp các trò nặng nề hơn hết. Hãy lấy gươm trí huệ mà dọn sạch ma lòng. Hãy lấy lòng khoan dung nhân đạo mà đối đãi lẫn nhau. Hãy lấy lòng khoan dung mà đối đãi lẫn nhau. Hãy lấy lòng bác ái nhân đạo mà cư xử với mọi người. Cần hiểu cái lý vô ngã của nhà Phật, hãy ráng sức thi hành, sẽ có Thầy ủng hộ. Thưa chư quý đồng bà đạo kính mến, như vậy thì trở lại cái miệng của mình, tức là cái khẩu nghiệp, phải không quý vị? Con người ta tập nói tới 3 năm mà tập nín cả một quãng đời,
Quý ông có đồng ý điều này không? Quý bà có đồng ý không quý vị? Tập nói thì 3 năm mới nói được, mà tập nín cả một cuộc đời mà nín không được. Bị gặp cái chuyện mà nó trái tai gai mắt, cái mình tức quá, mình nói trong cái tức thì nó đâu có đúng chánh pháp, phải không? Nói trong cái tức thì nó đâu có đúng với đạo lý tình người, phải không quý vị? Ăn nóng mất ngon, giận nóng mất khôn mà. Lúc mình giận đó, mình thấy người ta nói mình gai con mắt quá à, sáng cái đùng cái là rồi chuyện gì xảy ra, phải không quý vị? Thấy người ta làm tức quá, chịu không nổi, nín không được, cái nói cái đùng ra, cái nói những cái lời quạo quọ nóng nảy, rồi những cái tiếng nó tục tằng thô lỗ quý vị, thì kỹ như mình bị té giếng, không quý vị? Mình người tu mình đang đi trên mé giếng đó mà người ta chọc cái mình giận lên là té giếng liền, không quý vị? Nói những cái câu mà nó không có đạo lý tình người là kể như thua rồi, phải không chư quý đồng đạo? Cho nên bây giờ chúng ta đã tập nói rồi, nói rành rồi, thì bây giờ cần tập nín à, phải không chư quý đồng đạo? Cho nên nghe nhiều mà nói ít là chỗ này nè quý vị. Nghe 10 nói 1 thôi, nghe 100 nói 10 thôi, phải không quý vị? Mà nghe 1 nói 2, 3 là chết liền, phải không chư quý đồng đạo kính mến? Cho nên đó, Đức Thầy dạy á, đầu tiên cái ác thứ nhất đó là của khẩu đó quý vị, là lưỡng thiệt nè. Lưỡng á, cái nghĩa của nó là hai, mà thiệt là lưỡi. Như vậy lưỡng thiệt là hai lưỡi, mà cô bác anh chị thấy mình ở đây có ai hai lưỡi không quý vị? Có một lưỡi hà, mà sao định nghĩa lưỡng là hai, thiệt là lưỡi là hai lưỡi. Ngoài cái nghĩa đen của nó là hai lưỡi đó ha, cái nghĩa bóng, cái nghĩa rộng của nó ra đó là lưỡi hai chiều. Có nghĩa một cái lưỡi mà chúng ta sử dụng hai chiều, chiều nào nói cũng được hết trơn á. Đến với người giàu nói theo giàu, đến người nghèo nói theo nghèo, phải không quý vị? Thí dụ như bây giờ á, cũng cái lưỡi mà quý vị thấy nó sử dụng hai chiều nè, đến cái người mặc thì nói chàng ơi cỡ này chị mặc thấy đẹp ghê ha, trắng trẻo lên, phải không? Mặc cái nó trắng trẻo nhìn thấy có duyên. Cái mà đến người ốm cái mà nói chàng ơi cỡ này chị thon nhìn thấy dễ thương, phải không quý vị? Cũng cái lưỡi hà mà chỗ nào nó nói cũng được, phải không? Cho nên ca dao Việt Nam mình có nói là lưỡi không xương nhiều điều lắc léo, miệng không dành nó méo tứ tung, phải không quý vị? Cái lưỡi nó không có xương, cho nên nó muốn nói cái chiều nào nó uống qua nó uống lại đều được hết. Còn cái miệng nó không có dành, phải không quý vị? Cái thúng có dành mà chịu đựng lâu ngày nó gãy dành, nó còn bung dành kìa. Còn cái miệng không dành, cho nên chiều nào nó uống cũng được hết trơn, phải không chư quý đồng đạo? Cho nên đây là một cái vấn đề mà người tu chúng ta cần phải làm chủ được lời nói của mình, phải không quý vị? Bây giờ Đức Thầy cho biết đứng đầu các tội ác do miệng lưỡi gây ra. Ác lưỡng thiệt này là duyên cớ cho những sự hiểu lầm nhau. Duyên cớ là cái đầu mối đó. Cái chuyện mà nó khởi ban đầu đó quý vị, gọi là duyên cớ cho những sự hiểu lầm nhau nè, những sự cãi giả gây gỗ sanh quán sanh thù. Sự phải của người thì bớt, sự quấy của người thì thêm. Đức Thầy dạy là cái lưỡi đã tạo những sự chia rẽ, quý vị nhớ nha, những sự chia rẽ, những cuộc phân tranh phá tan sự đoàn kết tình thân yêu giữa nhân loại. Nó cũng là nguồn cội của bao nhiêu bất hòa hiềm khích. Đây là Đức Thầy đã quản diễn bối cảnh xã hội mà cái lưỡi nó làm chủ như vậy đó quý vị. Và Đức Thầy đưa ra một phương án cho mình để diệt trừ được cái lưỡng thiệt này, cái ác này quý vị. Đức Thầy nói á, để giải trừ những tai giả ấy, phải giữ cho lời nói mình được thành thật chánh đáng. Được vậy thì sao? Trong hương đảng bớt rầy rà, ngoài xã hội không điều xích mích, và mình cũng không còn chịu ác cảm, tránh sự biệt khinh của kẻ khác. Như vậy là quý vị rút ra trong cái bài lưỡng thiệt này cái cách trừ đó. Thì Đức Thầy dạy mình là để giải trừ tai giả ấy, phải giữ cho lời nói mình được thành thật chánh đáng. Bao nhiêu tội tình Đức Thầy đưa ra ở phía trước và phía sau, Đức Thầy kết luận chỉ có hai cách mà chúng ta trừ được lưỡng thiệt quý vị. Cách thứ nhất là giữ cho lời nói mình được thành thật. Cách thứ hai là giữ lời nói mình được chánh đáng.
Thành thật là gì quý vị? Thành thật là lời nói chân chánh đó quý vị, lời nói sự thật đó, không thêm không bớt, không bẻ méo sự thật thì gọi là thành thật, phải không? Nhưng mà cái sự thật đó phải dựa trên yếu tố chánh đáng mình mới nói nha. Biết là nói sự thật, mà nếu nói không lợi ích cho người khác là mình nín, mình không nói. Thưa chư quý đồng đạo kính mến, bây giờ tôi tỉ dụ nói sự thật á, thì trên đời này ai mà không tôn trọng sự thật, không quý vị? Nhưng mà có nhờ sự thật mình không có quyền tôn trọng nó. Vì những sự thật này nói ra mà làm cho người ta mặc cảm nè, người ta tự ái nè, người ta đau khổ nè, thì sự thật này mình không nói. Thí dụ như trong một cái gia đình mà người ta sanh 4 đứa con, mà có 1 đứa nó bị tật bẩm sinh, cái mình đến nó mình nói tội nghiệp con quá à, sao con thiếu phước, trong nhà mẹ cha con sanh 3 anh em mà con là 1 đứa thiếu phước nên con bị tật, con đi không được vậy nè. Mình nói ra cái thật ra là sự thật, phải không quý vị? 3 đứa mà có 1 đứa nó bị tật nguyền bẩm sinh thì nó đâu có phải là cái chuyện giả dối đâu. Nhưng mà mình nói sự thật này sẽ gợi cảm lên một cái đứa em này, nó khi nó tiếp nhận được lời nói mình nó vô cùng mặc cảm, nó vô cùng đau khổ, và nó cũng xấu hổ. Tại sao 2 anh em nó vậy là có phước mà nó là làm cái việc gì trước đây thất nhân bất đức lắm cho nên nó mới sanh dầm cái chỗ tật nguyện gì, phải không quý vị? Nó đau khổ rồi nó mặc cảm rồi nó tự ti rồi nó không có muốn sống ở cõi đời này. Thì sự thật này chúng ta không có quyền tôn trọng, phải không cô bác anh chị em? Quý vị có đồng ý điều này không? Không có quyền tôn trọng, bởi vì mình gợi lại sự đau buồn của người ta, phải không quý vị? Nên sự thật này mình không có quyền tôn trọng. Đức Thầy kêu mình nó phải nói thành thật mà chánh đáng, tức là khi mình nói thật ra phải đem cái lợi ích người ta mình mới nói, còn không lợi ích thì nín. Như gì nè quý cô, giả sử như anh em người ta chén úp trong sống cũng phải khô, phải không quý vị? Anh em thì có sự mít lòng rồi, anh hai buồn, anh ba vấn đề gì đó, cái gặp mình ngồi tâm sự nói về cái xấu, cái phiết của anh ba, cái anh ba anh đi ngang bất chợt anh thấy cái thôi anh để đó đi, chiều anh gặp mình cái nói cô Sáu ơi, hồi chiều á, hồi sáng tôi gặp á, anh hai anh nói gì với cô dữ lắm, mà tôi với ổng mới mít lòng qua, chắc ảnh nói cái phiết điểm tôi hả cô Sáu? Nếu mình vì sự thật mình nói người ta có sao, mình nói vậy là chết rồi, không quý vị? Mình học hết trơn cái chuyện mà anh hai anh nói xấu anh ba, là anh ba anh buồn rồi về anh em người ta mít lòng với nhau. Cho nên lúc này mình phải tìm một cái giải pháp là mình nói chàng ơi, ở trên đời thiếu gì cái chuyện mà tâm sự qua lại, lâu rồi tôi không có gặp anh hai, bữa nay gặp anh hai anh hỏi việc làm ăn, việc buôn bán, việc hồng hành của con tôi chứ đâu nói gì chú, bộ chú với anh hai có mít lòng hả? Thôi chú ơi, anh em mà chén úp trong sống còn khô, anh em thì mít lòng vậy chứ họ cũng thương nhau à chú ơi, anh hai không có nói gì hết trơn, phải không quý vị? Vậy thì anh ba anh yên tâm rồi. Còn mình nói tôi thiệt, có sao nói vậy, hồi sáng anh hai anh nói làm sao thì tôi học hết anh ba là chết rồi, phải không quý vị? Thì anh em của người ta gây cấn càng thêm gây cấn thêm. Cho nên mình nói thật mà phải có cái yếu tố chánh đáng là ở chỗ này. Cho nên Đức Thầy dạy khi mà mình chừa được cái ác lưỡng thiệt đó, không đem đầu trên mà học với xóm dưới, không đem chuyện gia đình mà học ở bên ngoài, không đem chuyện ở ngoài về nói trong gia đình, thì gia đình mình yên ấm nè, xã hội bớt rầy rà, đây là một cái lợi ích hiển nhiên, phải không chứ quý đồng đạo? Nên Đức Thầy cho biết là được dạy trong hương đảng mới bớt rầy rà, ngoài xã hội không điều xích mít, và mình cũng không còn chịu ác cảm, tránh sự miệt khinh của kẻ khác. Nếu người ta học chuyện với mình mà mình học đầu trên, mình đem xuống dưới mình nói, mới học hồi sáng chiều mình đem ra ngoài mình bàn, thì là người ta hay được thì nó có một cái sự là mít lòng với nhau, phải không chứ quý đồng đạo? Nên Thầy nói được như vậy thì hương đảng không rầy rà, xã hội không điều xích mít, và mình cũng còn tránh sự ác cảm của kẻ khác, phải không chứ quý đồng đạo? Đó là chúng ta đã giải quyết được một vấn đề là cái ác về miệng đó quý vị. Miệng ta là cánh hoa sen,
mỗi khi hé nở mỗi phen thơm lừng, tiếng ta là gió mùa xuân, mỗi khi thổi nhẹ nhân dân mát lòng. Phải không chưa quý đồng đạo? Chứ mình lặp đi lặp lại, nói qua nói lại để người ta phiền phức với nhau thì có gì đâu, phải không quý vị? Chẳng những mình hao hơi tổn sức mà còn đem lại sự phiền hà của xóm riền, của đồng đạo, của chính bản thân mình, phải không quý vị? Thì điều này chúng ta nên bỏ. Đó là Đức Thầy dạy mình cách chừa lưỡng thiệt đó quý vị. Cách thứ hai là ỷ ngôn, tức là cái ác ỷ ngôn quý vị. Ỷ là nương dựa vào một cái thế lực, vào một cái cơ sở, vào một cái quyền hành nào đó thì gọi là ỷ, phải không? Ngôn là lời nói. Vậy là ỷ ngôn là lời nói được nương dựa trên một cái cơ sở, một cái quyền hành nào đó thì gọi là ỷ ngôn. Thưa quý vị, Đức Thầy cho biết nói đến tội này là nói đến những vụ, tức là những cái sự việc đó quý vị. Chủ ỷ quyền nhiếc xài tôi tớ, quan ỷ thế mắng chửi dân ngu. Kẻ giàu có thường ỷ tiền bạc xài xỉ người nghèo. Kẻ xảo nguyệt ỷ sự khôn lanh nói những điều thất thiệt. Kẻ học thức ỷ sự khôn ngoan dùng lời nói hạ nhục người dốt nát. Như vậy quý vị ơi, qua một đoạn này thì chúng ta thấy có năm dạng người ỷ ngôn, năm cái hạng người ỷ ngôn đó quý vị. Thứ nhất là hạng chủ nhân công. Thời đại nào cũng thế, con người ta chênh lệch với nhau rất là nhiều cái lãnh vực. Nói về thẩm mỹ vật lý, tức là nói đến cái thân của mình nè, có kẻ đẹp người xấu. Nói về giá trị tâm hồn thì có kẻ khôn người dại. Nói về cơ sở vật chất thì có kẻ nghèo người giàu. Chính vì sự mất quân bình đó mà trong xã hội có nhiều người thông lưu đạt đỉnh, nhưng mà rất là nhiều kẻ dốt nát quê mùa, phải không quý vị? Cơm không đủ no lòng, áo không được ấm thân. Những người này phải đem thân đi làm tôi làm mọi cho những người khác. Mai ra mà gặp ông chủ tốt bụng tốt lòng thì cuộc đời của họ là hạnh phúc biết chừng nào. Mà không may gặp ông chủ keo kiệt biển lận rồi thì cuộc đời của họ làm sao? Trăm thảm ngàn sầu. Làm tốt thì không được thưởng ban, mà làm dở làm xấu thì phải bị phạt dạ giảm tiền. Cho nên ca dao Việt Nam có nói là đời ở đợ ít no nhiều đói, thiếu bạc tiền dư giả đòn roi, phải không quý vị? Bạc tiền thì thiếu mà đòn roi thì dư giả. Vì vậy mà quý vị thấy là nếu mà gặp ông chủ mà có đạo đức tình người thì cuộc đời của họ hạnh phúc dữ lắm quý vị. Cho nên với những cái người mà thiếu thốn, thua kém hơn mình mà có lỗi lầm, mà chúng ta dùng những cái từ mà mạt sát, mắng nhiếc chà đạp, nói nặng nói nhẹ thì chúng ta không phải là một cái con người, phải không quý vị? Mất đi cái tính người rồi. Cho nên Đức Thầy nói nếu thiệt người thì biết thương người. Mà tại sao người ta thiếu thốn, thua kém, dở hơn mình? Mình là ông chủ, mình mướn người ta làm mà người ta làm không được việc, bị hư hao mà không vì cái tình người, cái đạo đức của mình mà cảm quá dạy dỗ họ, phải không? Nói mày á nha, mà tao không mướn mày rồi đất không có ăn nữa, phải không quý vị? Đây là mình dùng cái lời nặng nhẹ họ. Hay là mình nói ấy, ngu á, mình nói người ta ngu, mình nói người ta dốt, theo huy chiêu với đồng đạo kính mến, thì người ta đau lòng lắm. Cho nên Đức Thầy dạy là hãy tránh những sự hiếp người như thế ấy. Vì những kẻ dưới tay mình cũng có đầu óc, cũng biết nghĩ suy, nhưng tại họ bạc phước vô phần nên phải chịu lị mình vậy. Tức là những người mà họ làm cho mình đó, mình nói họ chưa hiểu, họ chưa có lãnh hội được, họ chưa có làm theo ý mình, là tại vì người ta khờ hơn mình, người ta dốt hơn mình, cái trình độ học thức người ta kém hơn mình. Cho nên mình triển khai vấn đề đó, người ta không nắm bắt được, người ta không làm y ý mình, phải không quý vị? Thì mình là cái người hiểu hơn, mình có phước hơn, mình có trình độ hơn. Thì bây giờ mình phải làm sao quý vị? Mình phải dùng những cam ngôn mỹ từ. Đức Thầy dạy nè, phải dùng những cam ngôn mỹ từ. Ngôn là lời mà cam là ngọt, là lời nói ngọt như cam, phải không quý vị? Mà thường ta nói ngọt thì nó lọt vào tai, phải không chị Xứng? Mà nói không ngọt thì ai nghe? Mượn người ta làm gì đó, ê mày làm giùm tao thì người ta đâu có làm.
cưng cưng lại tiếp dùm chị con tay, cưng cưng làm ta nghe ngọt là chạy ghét lại liền, phải không quý vị? Ai không thích ngọt, phải không chưa quý đồng đạo kính mến? Cho nên thầy dạy mình dùng những cam ngôn, tức là cái lời nói ngọt đó, nó nhã nhặn, nó đạo đức, nó tình người ở trong đây thì gọi là cam ngôn. Mỹ từ ngoài cái lời nói mình viết hơi từ để thay cái lời nói gửi cho người khác, thì anh xin kính gửi em nghe được hơn tao kính gửi mày, phải không quý vị? À, thì đó là mỹ từ đó quý vị. Trong ban trị sự, trong giáo lý viên, trong đồng đạo mình thường viết những cái thơ từ trao đổi cho nhau, muốn gắn nhắn gửi, muốn nhờ giả một cái chuyện gì đó, người ta bày tỏ dần dài dòng chữ để nói lên cái tâm tư của họ, muốn bộc bạch với mình cái gì, phải không quý vị? Thì người ta đầu tiên thì anh kính gửi em, hoặc là em kính gửi anh, con kính gửi cô, phải không quý vị? Gọi là mỹ từ. Nên Đức Thầy dạy dùng những cái mỹ từ quý là gì? Dùng những cái mỹ từ đó để chúng ta làm gì? Để chúng ta có được một cái sự cảm hóa với nhau, tức là cái thiện cảm. Là dùng những cam ngôn mỹ từ rồi. Rồi thầy còn dạy mình dùng những lời trang nghiêm, im dịu chỉ bảo. Muốn dạy người ta cái gì đó, muốn xây dựng, muốn góp ý cái gì đó là phải có cái thái độ là hòa quẩn, trang nghiêm, không quý vị? Để mà mình ý kiến người ta thì người ta sẽ nghe, phải không quý vị? Chứ thầy kêu mình là đừng không khá bao biếm mà mang điều tội lỗi. Thí dụ người ta làm hư, mình dạy một lần người ta không nghe, góp ý một lần nữa người ta không nghe, nói làm sao quý vị? Bao biếm công nhận mày thông minh thiệt chứ. Tao nói tự bây giờ mà mày chưa hiểu, nó công nhận mày là dạng thông minh, phải không quý vị? Đây là chúng ta dùng cái lời bao biếm nè quý vị. Không nói thật sự từ trái tim yêu thương của mình. Nếu từ cái trái tim yêu thương thì nói chàng ơi, nãy giờ Sáu nói vậy đó mà sao con chưa có hiểu được, chắc tại Sáu không biết đường nói cho con hiểu à. Thôi để Sáu tìm lời, Sáu nói sao cho con hiểu lại, hiểu quý vị. Đây là cái trang nghiêm mà im dịu nè quý vị. Chứ nói công nhận mày thiệt chứ, mày thông minh thiệt, tao giải tự qua nay mà mày chưa hiểu nữa. Mày thuộc về cái dạng thông minh là kể như người ta khổ tâm lắm quý vị. Mình nói người ta thông minh mà ta rất là khổ là tại vì mình không khác nào chê người ta ngu dốt. Người ta nói mình nói người ta không hiểu mà mình khen thông minh là khen cái gì? Mình phải nói thật sự từ cái con tim mình là chị nói hoài mà em không hiểu, thôi từ từ chị ráng chị nói cho em hiểu, còn nếu em không hiểu nữa thì thôi chứ chị cũng không biết làm sao. Tại vì chị dùng hết khả năng rồi mà em chưa có hiểu được, để từ từ em hiểu. Thì đây là mình nói thật sự, phải không cô bác anh chị em? Nên Đức Thầy dạy mình là không dùng lời bao biếm mà mang điều tội lỗi. Chúng vô phước đời này dốt nát, người khôn ngoan chỉ dẫn mới là lời trang nghiêm im ái thốt ra. Đừng bao biếm mới là nhân thiện. Nhân thiện tức là người hiền đó quý vị. Đừng có nói cái gì cho người ta khổ tâm hết, như vậy mình mới là người hiền, phải không quý vị? Cho nên thưa chư quý đồng đạo kính mến, tuy là chúng ta tu rồi đó, nhưng mà có thể chúng ta chừa sát sanh được. Không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm thì cái đó còn có thể giữ được, phải không quý vị? Nhưng mà cái lưỡng thiệt ỷ ngôn này không thể nào dễ đâu quý vị ơi. Mình phải làm chủ lời nói mình. Muốn làm chủ lời nói là có sức tu tập lắm mới chuyển hóa cái lời nói mình được. Còn nếu không thì tánh nào tật nấy, xưa sau nay vậy, phải không quý vị? Nói những cái lời cao cú độc hại cho người ta đau lòng, phải không quý vị? Nói có khi một lời mà một đêm người ta thức trắng, phải không chứ quý đồng đạo kính mến? Đây là chúng ta không phải là người hiền, phải không quý vị? Vì vậy mà Đức Thầy dạy mình đó, để chừa cái ỷ ngôn ha, là chúng ta phải là có những cái cách mà cư xử như vậy đó mới được quý vị ơi. Cái thứ ba là tới ác khẩu. Ác khẩu là gì? Ác khẩu là những tiếng thề thốt lỗ mãng tục tằng làm ra tội này. Trong hội trường mình thì không có vướng vào cái này,
Nhưng mà ở đây đa phần là con cháu mình chưa có ảnh hưởng giáo lý của Phật giáo Hòa Hảo quý vị, chưa có phát tâm tu hành, chưa có ăn chay niệm Phật, nó chưa có thoát khỏi cái dòng này, nó còn bị vướng mắc. Mà lẽ nào con cháu mình, người thân mình bị đọa lạc, mình vui sao, phải không quý vị? Cho nên chúng ta cũng cần nghe, để rồi chúng ta đem vào tâm thức mình về chuyển tải làm một cái thông điệp để gửi gắm đến con cháu dâu rể mình, phải không quý vị? Khi mà nó dạy con nó đó, dạy mà không nghe rồi đó, rồi cái nó có những cái lời nói nó tục tằn, nó thô lỗ, kêu trời, kêu Phật, kêu thánh, kêu thần mà rủa xả con, phải không quý vị? Đây là phạm về cái ác khẩu. Nên thầy nói những tiếng thề thốt, lỗ mãng, chửi mắng tục tằn làm ra tội này nè. Con chửi mẹ mắng cha không kể luân thường thảo hiếu, mạnh bạo hăm he đánh giết những kẻ yếu hèn. Như vậy mà con mà chửi mẹ mắng cha không kể luân thường thảo hiếu là mang tội bất hiếu, phải không quý vị? Cha mẹ sanh mình ra cưng như trứng, hứng như hoa, nuôi từ nhỏ lớn lên mà cha mẹ dạy không nghe thì con là một cái điều rất là gây cái tội lỗi cho cha mẹ. Cũng vì mình mà nhiều khi cha mẹ mình chửi gió mắng mây, kêu trời kêu Phật đủ thứ hết trơn, phải không quý vị? Rủa xả mình. Còn mà tắm dưới sông mà kêu hổng lên cái bà nội ơi, bà nội, con gái bà Hồng, bà Thủy bắt bà ở dưới đi, phải không quý vị? Nhưng mà khi bà Hồng, bà Thủy bắt nó rồi mình có chịu nổi không quý vị? Nói tới đây mình mới nhớ lại câu chuyện ngày xưa mà khi thầy mình còn ở tại Tổ Đình đó. Có một người á là đi một chiếc xe lôi đạp đến rồi ẵm con quặt quại vô nhờ thầy ơi, thầy cứu con. Số là bữa trước á, nó lì quá, con dạy không nghe, con có... con rủa xả mời mọc là bà Hồng bà Thủy bắt nó, bây giờ sao nó quặt quà quặt quại. Nhưng mà thầy đã là biết trước là tâm linh mắt thánh xem ba cõi tánh hiển tai thần lóng bốn khoan, phải không quý vị? Nhưng mà do vì lòng từ bi muốn phổ tế chúng sanh qua bể khổ đó chư quý đồng đạo, nên thầy mới nói là đem đi đâu vậy, đem về đi, mượn người ta thì mang ơn người ta chứ, mời người ta lên bắt thì bây giờ nó như vậy thì chịu chứ chở đi đâu. Nhưng mà nói thì nói như vậy, chốt vì lòng từ ái chứa chan thương bách tính tới hồi tai họa rồi. Cho nên Đức Thầy mới là bước lại chỗ bàn thờ, bước lên cái ghế, lấy một cái ly nước cúng xuống, và Thầy ngậm một họng phun và còn một miếng còn lại để cho đứa bé uống. Thì chẳng mấy chốc thì đứa bé trở lại như một cái đứa bình thường, không có gì hết chứ quý đồng đạo. Đó mình thấy cái tai họa của sự rủa xả, phải không? Đức Thầy cho biết là thánh thần đâu có thiếu tiền mà kêu mà réo xuống trần mà sai, phải không quý vị? Sai bắt người này, sai giật người kia, phải không chứ quý đồng đạo? Thì chúng ta còn mang cái tội rất là nhiều, phải không quý vị? Do vậy mà đối với gia đình, Đức Thầy dạy mình là không nên mở miệng ra mà chửi gió mắng mây, rồi chù rủa gia đình không kiêng thần thánh, tối ngày kêu réo Phật trời, mời thỉnh Long Cung làm cho tội lỗi ngài thêm chồng chập. Thưa cô bác cùng toàn thể anh chị em, bây giờ quý vị nghĩ đi, cái đời này là đã là công nghiệp quá, hiện đại quá, thì người tu chúng ta cần đạo đức quá, lấy đạo đức để chuyển hóa con người, phải không quý vị? Ngày xưa mình chưa biết đạo đức, mình chưa có hấp thụ được giáo lý của Phật giáo Hòa Hảo, thì chúng ta nói cái gì thì nói, chúng ta rủa xả thì cái chuyện đó chúng ta chưa biết, phải không quý vị? Nhưng mà khi mình đã hấp thụ giáo lý Phật giáo Hòa Hảo rồi, dù con, dù cháu hay là dù chồng mình có đi sáng sỉnh chiều say về cũng để chơi tỉnh, rồi mình sẽ tìm cách mình phiên can chồng con, phải không quý vị? Chứ mà mình kêu ông nội, ông ngoại mình rủa xả thì mình lỗi dữ lắm chứ đồng đạo kính mến. Đó là nếu đối với chồng, đối với con, đối với cháu cũng vậy nữa. Thầy nói là đối với con cháu không nên dùng lời ác đức, mà hãy dùng lời dịu dàng, hiền hậu dạy dỗ chúng. Đó là trong cái mục bát chánh mà thuộc về chánh ngữ đó quý vị. Thứ sáu chánh ngữ liệu toan, nói năng điều chánh thì an chứ gì, phải không chứ quý đồng đạo? Cho nên Đức Thầy dạy mình nè, hãy bỏ những tiếng tục tằn thô lỗ,
Hễ mình biết nó là tục tằn, biết nó là thô lỗ là mình bỏ một cách vô điều kiện quý vị. Vô điều kiện tức là mình không đòi hỏi điều kiện, không đòi hỏi con mình phải ngoan, con mình phải hiền. Con tôi ngoan, con tôi hiền thì tôi có gũa xả làm chi mấy bà. Hỏi mấy bà ở xóm đó. Tại vì nó hung, tại vì nó lì, tại vì nó dữ nên tôi mới gũa xả. Chứ con tôi mà như con mấy bà thì tôi gũa xả làm chi, phải không quý vị? À, mình đi phân minh, phân trần với người khác, nhưng mà ở đây mình bỏ một cách vô điều kiện. Thầy có dạy mà, phận làm cha mẹ xử phân lẽ nào, lỗi lầm chớ có hùng hào. Đừng chửi, đừng rủa, đừng cào, đừng bươi, đem lời hiền đức tốt tươi đặng mà giáo hóa vàng mười chẳng hơn. Thưa quý vị, nếu mình giáo hóa con mình trong nhà mà những cái hoàn cảnh trái tai gai mắt mà chúng ta biết tu tập, mình là khuôn khổ, mình là người tín đồ Phật giáo hòa hảo, mình đã hấp thụ giáo lý của thầy mà. Thầy dạy mình phận làm cha mẹ xử phân lẽ nào. Thầy kêu mình lỗi lầm chứ có hùng hào, chứ thầy cho phép mình trong cái vấn đề lỗi lầm mà mình rủa xả đâu, phải không chứ quý đồng đạo? Mà mình đòi điều kiện là con mình phải hiền hậu á, phải vâng lời mình thì mình không rủa xả, mà nó vậy cho nên tôi phải rủa, phải không quý vị? Như vậy thì mình còn đòi điều kiện, phải không quý vị? Đòi điều kiện mới làm được. Nhưng mà giáo lý Phật giáo hòa hảo là không có điều kiện. Hãy làm sao mình tu tập tốt là được thưa quý vị, còn có điều kiện là đâu có gì đâu, đâu có giá trị, đâu có cao giờ dợi, phải không chứ quý đồng đạo kính mến? Cho nên cô bác ơi, con nghĩ cô bác ngồi trong môi trường này là không ai phạm phải cái khẩu nghiệp. Nhưng mà cô bác hãy lấy một cái bài học chiêm nghiệm của Đức Thầy để chuyển tải đến gia đình với xóm ấp của mình, gửi gắm đến những người mới có dựng vợ gả chồng, mới có sanh con đẻ cháu, chưa có biết gì là dạy của thầy, là chịch cái là chửi, chịch cái là rủa, phải không quý vị? Có đôi khi cái hoàn cảnh đó, nó nói chung là người ta nói là chuyển bại thành thắng, mà nếu mình không khéo là chuyển bại thành sụi, phải không chứ quý đồng đạo? Chuyển bại thành sụi luôn đó, chứ không có thắng, phải không quý vị? Tại vì nếu như nó không ngoan hiền, nó ngỗ nghịch là mình phải biết cái nghiệp mình với nó trước đây như thế nào. Đó. Cho nên ở trong sách tôi nhớ một đoạn là người có chửi ta ư, ta một lòng nghe chịu, ta nợ người chưa trả kiếp xa xưa, đến hôm nay người đòi lại cho vừa, ta biết thế nên vui lòng để trả. Phải không quý vị? Nếu ai đó mà gây rối với mình thì mình nghĩ là kiếp trước mình có gieo người ta cái ân oán gì đây, nên bây giờ quan gia ngõ hẹp trong một cái cuộc đời này mà gặp nhau trong một gia đình, trong một xóm ấp, trong một đạo, để rồi hằng ngày gặp nhau mà nói cay nói đắng với nhau, phải không quý vị? Nếu mình gặp những cái trường hợp này mình nghĩ mình đã có gieo rồi, mình có thiếu người ta thì bây giờ người ta mới đòi. Mình không có thiếu ai mà đòi, phải không quý vị? Xưa mình trồng nên mình nay mình mới có trái nè. À, mà mình không có thiếu nợ người ta thì không có ai đến đòi mình, phải không chưa quý đồng đạo kính mến? Cho nên mình nghĩ đến điều này mà mình vui vẻ, mình hoan hỷ trong cái hoàn cảnh nghịch để mình tu quý vị. Mình bằng lòng với cái hoàn cảnh trái tai gai mắt để mình tu. Người thật lòng hành đạo phải thức thật cảnh thức thời, sống trong cơn bườm thận cũng vui, hay sống lúc ngược dòng cũng thích. Lúc hoạn nạn sống theo hoạn nạn, khi thanh nhàn sống cảnh thanh nhàn, đứng nơi nào cũng thấy tâm an, trong núi nọ làm chi cho nhọc. Vì vậy cho nên lâm nguy đừng khóc, mà thắng thế chớ cười. Rủi hay may chỉ một ván cờ đời, không quán trách, không một lời hối hận. Có cái tinh thần vững chãi như vậy, chúng ta mới vượt sóng gió, trải bao cơn lận đận, vững lái lèo qua mấy trận cuồng phong. Vững tâm, vững trí, vững lòng mới là thoát được trần hồng ai ơi. Phải không chưa quý đồng đạo? Có vững tâm vững trí vậy mới được, chứ bây giờ mình đổ thừa hoàn cảnh hoài, mình bị thua cuộc là thôi, phải không quý chư quý đồng đạo? Cảnh là cảnh mà mình là mình, cảnh vô tình mà tại mình thôi, phải không quý vị? Chứ đâu phải là tại cảnh. Bây giờ có khi nào mình đổi thừa tại cảnh không?
Tại tôi ăn chay mà cá gì bán ngoài chợ ngon quá chèn, cho nên tôi ăn không nổi, không quý vị. Đổ thừa gì có chính đáng không? Tại tôi muốn nhịn mà nó nói gai, nó gắt bên tai hoài, cho nên tôi phải trả lời lại, phải không quý vị? Mình đổi thừa cảnh đâu có được. Cảnh như thế nào là cảnh mà do tâm mình thôi, phải không cô bác anh chị em? Cho nên cái vấn đề mà khi đối xử với cái hoàn cảnh ha, trước mắt mình mà nó có những cái gì đó nó làm cho mình đau khổ, gán mà ngậm miệng mà nhịn để rồi niệm Phật cho qua, phải không quý vị? Chứ nếu như mình trả đũa lại là thua à. Mình dùng những cái lời mà nó thiếu lễ độ, thiếu nhã nhặn mà cọc cằn quá thì không có phải một cái con người đạo. Thầy nói là cái chỗ mà mình người tu niệm vậy mà nói chi lớn tiếng, người nhà khinh khi, phải không quý vị? Thầy không có cho nói lớn tiếng nữa, chứ đừng mà cự cãi, phải không chứ quý đồng đạo? Cho nên Đức Thầy dạy các chừa ác khẩu quý vị. Ác khẩu là thường khi giận bất như ý mình mới trả lại những cái lời mà nó thô bạo, phải không quý vị? Nhưng mà thầy dạy nè, hãy bỏ những tiếng tục tằn thô lỗ để làm chi quý cô? Bỏ những tiếng tục tằn thô lỗ là làm cho đời sống được im dịu thanh bai hơn. Quý vị nghĩ đi, trước cái cảnh nghịch ngợm đó ha, mà mình trả lời nó đơn giản, cái tự nhiên thấy cái đời sống mình nó có giá trị vô cùng, nó thanh bai lắm. Hai cái gia đình này nè, nó đời chân hả quý vị? Mà khi tôi tiếp xúc với nhỏ em này, cái tôi thấy cái đạo tâm tôi nó có thêm quý vị. Nó nói chị ơi, hồi đó ba còn sống, ba không có chia đất. Tới chừng ba chết, cái anh ở trong nhà, em là Út ở trong nhà. Mà cái thằng Út chứ, nhỏ thứ 9 nó nói, nó than mình á. Em thứ 9, mà cái thằng Út ở trong gia đình á, ba chết mà trước khi ba chết ba không có chia. Rồi em không có cái nhà em ở, chị mà chưa ra riêng cái đùng, ba chết có lo đám tang lắm, đồ từng xong rồi cái nó kêu chị với anh ra riêng mà em không có một cục đất ra riêng nữa. Cái đầu em nói chú ơi, chú cho chị cất đỡ ở bên hông này đặng chị sống tá túc với cưng, rồi chị làm có tiền chị mới đưa mua chỗ khác nha chú. Không, chị đi hỏi nhờ ai chị cất chứ cho cất nhà gọi là đuổi không có được. Nó dứt khoát nó không cho anh nó cất quý vị. Mà anh hỏi ai không được cái về cất kế bên mà nó chửi thôi là chửi quý vị. Thằng anh nó muốn ra nó đối lại nha, đấu chọi lại. Nhưng mà nhỏ em dâu nó nói câu này mà tôi làm một cái bài học ở đời quý vị. Nó nói anh à, ba mình mới mất à, mà anh với chú Út nó đánh lộn ha, sớm kìa người ta cười rồi, ba mình không có siêu thoát được đâu. Chưa có làm tuần xã tang nữa. Mà anh em cái vụ dành của tiền cốt nhục với nhau xấu hổ lắm. Chú Út nó cho thì mình ở, nó không cho mình đi lại đằng sớm, mình hỏi chỗ nào trống mình che đỡ cái trại mình ở đi anh. Chứ em không có muốn mà anh dành anh ở đây rồi ngày nào cũng cử lộn. Rồi á, gũi á, mà nó uống rượu vô rồi á, nó dắt dao dắt mát rồi nó đâm anh rồi. Thí dụ anh đâm lại á, thì chú Út nó chết thì anh vô tù anh ngồi rồi tụi á, tôi với con ở lại cũng là mẹ giá con coi. Rồi nếu mà anh chết thì tụi nhỏ mất cha, còn em đây mất chồng. Thôi bây giờ anh nghe lời, anh lại nhà chú Bảy ở sau hè có cái bờ chuối đó, mình hỏi mình che đỡ ở đi anh. Hai vợ chồng đi lại đó ở tới mấy năm sau, sau thằng con nó đi làm nó mua hai cái tờ vé số của chúng độc đắc quý vị. Về đi mua được công đất, các cái nhà hết sức quy hoàng, quý vị thấy không? Nhờ cái sự người ta biết nhịn nhục với nhau, mà biết đâu ơn trên có cái sự che chở, mình không biết trong vấn đề này, phải không quý vị? Cho nên á, chúng ta thấy á, nếu như mà anh em mà cự cãi với nhau thì sao được, phải không quý vị? Không phải ở đây là mình phiên đánh số, nhưng mà mình muốn nói là cái vấn đề đó quý vị. Nhịn được một chút thì sóng yên gió lặng, mà lùi một bước thì biển rộng trời cao, phải không chưa quý đồng đạo? Ở đây muốn nói là không có cái sự mà gia đình mà nó bị là chết chóc vì cái chỗ mà tranh ăn đất vườn với nhau, phải không cô bác anh chị em? Tôi muốn nhấn nó mạnh chỗ đó thôi quý vị. Cho nên Đức Thầy nói dành của tiền cốt nhục giết nhau đó, tranh lợi danh mới giết lẫn đồng bào, phải không quý vị?
Vì vậy mà có một lời phải thôi quý vị. Thì cái lời phải thay vì mà chữ thề, thay vì mà binh chồng mà ấu đả với nhau mà không có đầu đuôi gì hết, chửi giải với nhau, ở đây mà ngồi lại mà bình tĩnh mà phiên chồng để mà tìm cái chỗ khác lánh nạn, phải không quý vị? Thì đây cũng là một hình ảnh, một cái nét đẹp mà người ta dằn được cái cơn thịnh nộ. Người ta đã làm chủ được tâm hồn, cho nên lúc bấy giờ rối bời như vậy mà người ta còn khuyên can chồng người ta được một cái cách rất là tuyệt vời, phải không chư quý đồng đạo? Cho nên là Đức Thầy kêu mình phải bỏ những tiếng tục tằn thô lỗ, làm cho đời sống được im dịu thanh bay hơn. Đối với cha mẹ phải có lễ độ, bởi vì cha mẹ sanh con ra rất là mang nặng đẻ đau, thì cha mẹ lúc nào cũng cưng con như trứng, hứng như hoa, phải không quý vị? Không bao giờ muốn con mình khổ. Thì bây giờ mình phải ý thức được lời dạy của Đức Thầy, mà mình phải có lễ độ với ông bà cha mẹ, trọng mẹ cha, kính nể Phật trời, đừng nhiều tiếng nghinh ngang mang lỗi, phải không chư quý đồng đạo? Như vậy thì mới có lễ độ với gia đình, với bà con cô bác. À, sớm chờm mình là cái chỗ cái nôi để nuôi mình khôn lớn, ân nghĩa đó rất là cao dài. Đừng vì cái chuyện mà cái danh, cái ranh giường, cái miếng đất, cái con gà, con vịt mà mình lôi ra rồi mình cãi giả, mình chửi bới, không quý vị, làm cho cái đời sống mình nó mất đi cái phẩm hạnh đạo đức mà thôi, không quý vị. Cho nên Đức Thầy dạy mình là với sớm chờm quen thuộc, lời nói mình phải làm sao đoan trang nghiêm chỉnh, tức là dù giận hay là dù vui, lúc nào chúng ta cũng phải giữ cái thái độ đoan trang nghiêm chỉnh, để mình nói nó có cái sự mà hòa ái lẫn nhau, gây một cái thiện cảm cho nhau, chư quý đồng đạo. Và Đức Thầy còn khuyên mình đối với con cháu trong nhà không nên nói những lời ác đức. Tại sao Đức Thầy dạy rất là tường tận quý vị? Bởi vì giảng này ra cuối mùa thu, dạy ăn, dạy ở, chữ tu vuông tròn, phải không quý vị? Không phải mình tu với trời, với Phật, với người ngoài không đâu. Với những bậc đạo cao đức cả, mà ngay trong thực tế Đức Thầy dạy đối với con cháu trong nhà không nên nói những lời ác đức. Tức là mình không kêu ông nội, bà ngoại, không gũa xã, quỷ sứ, đồ này nọ, hay quý vị? Đó là không nên nói những điều ác đức. Mà Đức Thầy dạy chúng ta là phải dùng lời nói dịu dàng, hiền hậu dạy dỗ chúng. Thưa quý vị, chúng vô phước đời này dốt nát, thì người khôn ngoan chỉ dẫn mới là. Lời trang nghiêm im ái thốt ra là ở chỗ này nè quý vị. Mình phải có những cái lời nói ngọt dịu để so bớt cái tình thế, phải không quý vị? Cái tình thế căng thẳng mà chúng ta dùng những cái lời dịu ngọt. Thí dụ cái đứa con mà nó say, nó xỉn về, nó phá, nó quậy, mà mình kêu ông nội, ông ngoại là nó làm tới nước, phải không quý vị? Nhưng mà nói con ơi, con uống rượu say rồi đó, mẹ thấy con say rồi, thôi con vô buồn con ngủ đi, mẹ bật quạt lên cho con ngủ, rồi cái ngày mai á, con tỉnh tường thì mẹ con mình ngồi trao đổi với nhau, được vậy không quý cô? Chứ gặp mà nó đi hàng ngang, hàng dọc về là máu nó nổi lên tới đầu rồi, phải không quý vị? Đâu có kêu con được. Nhưng mà hoàn cảnh này là quý cô phải tu, và con thì không có chồng, cũng chưa có con. Nên cái thử thách này nó chưa đến độ. Nhưng mà dầu sao con nằm bên ngoài, con đứng bên ngoài, con cũng thấy được cái vấn đề đó là khó làm lắm quý cô, quý chú. Nhưng mà mình cái khó nó mới ló cái khôn. Đức Thầy nó có khó rảnh khôn, khôn rảnh khó, phải không quý vị? Cho nên chúng ta phải khó, phải chịu đựng cho nó qua đi. Nó qua cái lúc mà nó nhậu nhẹt, nó say, nó không biết đường rồi, nó không làm chủ được nó rồi, mà mình đi là chọc cho nó giận, chọc cho nó chửi, thì nó rất là khổ tâm, phải không quý vị? Vì vậy mà cha mẹ mà có tu với con cũng là kết quả lắm, phải không quý vị? Tu trong mọi hoàn cảnh mà, tu trong mọi hoàn cảnh nào đến mình tu hoàn cảnh đó, chứ mình không được quyền lựa chọn quý vị, không được quyền lựa chọn. Ê, con nó đến thì tu với con, mà chồng đến tu với chồng, vợ đến tu với vợ. Có nghĩa là tu trong mọi hoàn cảnh, người ta nói một câu dí dỏm là đụng đâu tu đó, phải không quý vị? Quý vị đồng ý điều này không quý vị? Không có lựa chọn. Mình phải nhớ trong tâm mình một điều là đụng đâu tu đó. Bây giờ mình là cư sĩ tại gia của Phật giáo Hòa Hảo rồi,
Nó không có điều cho mình chọn lựa. Nhiều khi tu với chồng, nhiều khi chồng tu với vợ, nhiều khi phải tu với con dâu hằng rể nữa, phải không quý vị? Thậm chí tu với cháu nội, cháu ngoại, cháu cốc luôn, phải không quý vị? Chứ không có phải là mình chọn được đâu quý vị ơi. Khi mà nó đến là mình phải tu liền, phải không quý vị? Cho nên mình biết tu trong mọi hoàn cảnh thì mình cũng yên ổn trong mọi hoàn cảnh, phải không quý vị? Chứ mình đứng núi này mình trong núi nọ là khổ tâm lắm. Chỗ nào cũng để mình tu hết. Bởi vì mình là người cư sĩ tại gia mà, đâu phải như tăng sư ở trong chùa mà không có vợ, không có chồng, không có con, không có cháu, phải không? Tăng sư còn phải tu với tín đồ, còn phải tu với Phật tử nữa, phải không quý vị? Chứ đâu phải mà yên đâu. Chúng sanh mình không có ai mà thuận cảnh hết, quý vị ơi. Cho nên bây giờ chỗ nào mình tu được thì cứ tu. Mình làm sao mình chui rèn được cái đạo tâm mình. Mình phải bình tĩnh trước sóng gió của cuộc đời này thì mình mới yên ả con thuyền lèo lái của chúng ta qua cái bờ bỉ ngạn, qua bến sông mê, phải không chư quý đồng đạo? Đó là chúng ta bỏ được cái ác khẩu rồi đó quý vị. Tới nữa là cái ác gì quý vị? Ác giọng ngữ. Giọng ngữ tức là thêm thừa quyển hoặc, có nói không, không nói có. Ác giọng ngữ này đã là nguyên chân nhân cho những sự bất công của nhân loại. Nó là nguyên nhân đó quý vị. Thì giọng ngữ là thêm thừa quyển hoặc, có nói không, không nói có, phải không quý vị? Chuyện có nói không, chuyện không nói có. Đây cũng làm đau đầu cho mình lắm, phải không chứ quý đồng đạo kính mến? Mà mình làm chủ được cái lòng mình rồi, mình làm chủ lời nói mình rồi, thì bất kỳ cái chuyện gì nó đến với mình cũng vẫn an thôi quý vị. Có làm chủ, muốn làm chủ lòng mình thì ráng niệm Phật nhiều, phải không quý vị? Ráng công phu nhiều để cho tâm bình tánh tịnh. Một khi tâm bình tánh tịnh rồi, mình nghe những cái lời nói mà nó sắc sược chớ chiêu thì chúng ta mới bình tâm tĩnh trí được. Còn nếu chúng ta không có bình tâm tĩnh trí thì thua. Cho nên tôi thường nói với đồng đạo mình đó, biển lòng thôi gợn sóng thì trời chiếu huệ chiếu soi, phải không quý vị? Có cái trời chiếu huệ chiếu soi trong người rồi, mình nhận ra đúng sai phải quấy chánh tà chơn vọng hết hả quý vị? Biết được hết những cái tình tiết thì chúng ta vẫn an nhiên mà điềm nhiên tọa thị, chư quý đồng đạo kính mến. Thưa quý vị, ngày xưa có một cái ông thầy đồ nọ, ông dạy học trò. Ông dạy học trò là bớt ăn, bớt ngủ, lo học bài cho nhiều đặng thi cử tới rồi. Nhưng mà ngày nào học trò cũng thấy cái ông thầy của mình lên giường ngủ hết quý vị. Học trò nó kháo khỉnh lắm, nó mới nói gì nè: dạ thưa thầy, thầy dạy con bớt ăn bớt ngủ để mà nghiên cứu bài dạy của thầy dạy để mà ngày thi cử tới cho đạt, mà sao con thấy thầy cứ ăn ngủ hoài rồi biết đường đâu dạy mấy con. Quý vị thấy thằng học trò kháo khỉnh không? Cái ông thầy ông nói thầy đâu có ngủ, lúc mà thầy nằm thầy nhắm mắt sẽ thầy xuôi chân đó ha. Lúc đó là thầy đi chầu thầy Chu Công đó. Đặng thầy hỏi thầy Chu Công chứ bữa nay là dạy cho mấy con bài nào mà dễ nắm, cái cách dạy như thế nào mà mấy con dễ hiểu. Rồi đó, cái đệ tử nó nắm được cái ý đó thôi quý vị, cái yếu tố đó nha. Bữa sau nó lên giường nó ngủ, cái ông thầy ông bắt nó, ông không cho ngủ, đánh thức vậy. Nói thầy nói con ngủ hả? Con đâu có ngủ. Con bắt chước thầy, con chầu thầy Chu Công để con hỏi thầy Chu Công chứ thầy của con ngày mai sắp sửa dạy con cái bài nào đặng con biết trước con học, chứ con có ngủ đâu thầy. Quý vị thấy không? Coi như là cái lão cấp gặp bà già rồi, phải không quý vị? Cái đứa cấp mà nó gặp bà già rồi. Có nghĩa là đức thầy nói một câu đó quý vị: trên điêu ngoa dưới chẳng phục tòng, phiền nhân sanh lấy lẽ chí công mà ăn ở, nói năng trơn chất, phải không quý vị? Ở trên mà nói điêu ngoa với dưới thì ở dưới nó cũng nói điêu ngoa với trên, phải không quý vị?
Cho nên á, mình phải nói đâu ra đó thì mình mới dạy những người dưới được, phải không chưa quý đồng đạo kính mến? Thầy nói trên điêu ngoa thì dưới chẳng phục tùng. Cho nên tôi nói thiệt nha quý vị ơi, mình làm ở trong ban trị sự, nếu trong ban trị sự mình mà có cái gì bất đồng với nhau, mất đoàn kết thì ngồi lại góp ý nha quý vị, để xây, để sửa. Đặc biệt một điều là không có gò rỉ ra bên ngoài nha quý vị. Nếu mình nội bộ mà mình không giải quyết được, mà mình tâm sự với người này người khác, rồi cái người kia tâm sự với người khác nữa, thì cái chuyện trong đạo đức của mình nó bị ảnh hưởng rất là trầm trọng. Bởi vì người ta nói mấy ông ban trị sự mà mấy ông còn chưa đoàn kết, mà lấy gì tín đồ ở ngoài đoàn kết, phải không chưa quý đồng đạo? Nói ra điều này thì mình cũng đau lắm, bởi vì tất cả các ban trị sự, mà tôi cũng là một thành viên trong ban trị sự như quý vị à, hồi 2019 tới giờ, thì tôi thưa chư quý đồng đạo kính mến, rất là nhiều cái chuyện nó có một cái sự là không đồng tư tưởng với nhau. Nhưng mà chúng ta phải ngồi lại góp ý, và đặc biệt là cũng không nên tâm sự với ngoài. Nhiều khi mình lỡ mình thấy đứa em nào mà nó thân thiện với mình tâm sự rồi mình cảm thấy hối hận liền quý vị. Vậy là không đúng. Nếu mình tâm sự người này được thì cái vị khác cũng tâm sự với người khác được, thì ngay cả trong ban trị sự mình có một cái sự mất đoàn kết rồi thì bên ngoài người ta cũng biết rồi, cũng muốn ủng hộ mình làm cái việc gì Phật sự, xây cất một cái mô hình nào đó, mà gặp mấy ổng không có đoàn kết, nó chổi chống cùng nhau thì người ta cũng không có mạnh dạng để đóng góp, thưa quý cô bác anh chị em. Cho nên đây là một cái vấn đề mà chúng ta phải cố gắng mà tu tập, cố gắng mà điều tiết làm sao trong nội bộ của mình trên ấm dưới im, chưa quý đồng đạo kính mến. Thì đây là một cái vấn đề mà chúng ta để làm cái mô hình cho những cái người ngoài noi theo, mà phát huy cái sức mạnh đại đoàn kết mà Đức Thầy đã dạy là chớ chia rẽ, hãy đồng tâm lực, khua giọng vàng, đánh thức bốn phương, chấn hưng Phật giáo, học đường dưới trên hòa thuận, chọn đường quy nguyên. Thưa chư quý đồng đạo kính mến, cho nên trong đoàn kết như thế nào thì ngoài chúng ta cũng phải đoàn kết như thế nấy, chư quý đồng đạo. Vì vậy mà muốn cho cái lời nói mình nó có giá trị thì phải nói sự thật mới được. Không có nói những cái gì mà chuyện có nói không, chuyện không nói có, phải không chư quý đồng đạo kính mến? À, thưa chư quý vị, vì vậy mà ở trong sách nói như thế này nè: nhất ngôn trúng thì dạng ngôn dụng, nhất ngôn bất trúng dạng sự bất thành. Một lời nói đúng thì ngàn lời người ta cũng tin dùng nữa quý vị, mà một lời nói không đúng thì ngàn lời người ta cũng không tin dùng nữa. Cho nên đây là một vấn đề mà mình răn con dạy cháu mình khi lớn lên, nói cái gì là phải cho chuẩn, cho chính, phải không chư quý đồng đạo kính mến? Chứ để mà nói mà nó không có chuẩn rồi á, thì nói nhiều lời là nhiều hư. À, cho nên thầy nói là miệng dương thế hay bài nói quyển, sách thánh hiền ghét kẻ nhiều lời. Bởi vì nhiều lời là nhiều hư, phải không? Vô đa ngôn, đa ngôn, đa hoại. Vô đa ngôn, đa ngôn, đa bại. Bởi vì đừng có nói nhiều, vì nhiều lời là nhiều hư à. Cho nên thầy mình cũng dạy về cái vấn đề mà không có nhiều lời quá. Nhưng mà thưa quý vị, ở chỗ này tôi xin mở ngoặc một chút. Có đôi khi đồng đạo mình nói Đức Thầy kêu mình đừng có nói nhiều, vì vậy mà người ta tu hạnh gì biết không quý vị? Cái hạnh cấm khẩu, phải không? Cái hạnh cấm khẩu là rơi vào một cái thiết cực đoan rồi. Nói nhiều thì thầy cũng không chịu, mà cấm khẩu thì thầy cũng không bằng lòng đâu. Nên thầy nói chớ có nên theo tánh võ hầu, chẳng có nên theo tánh võ hầu, thấy chẳng nói mà nhăn mà nhướng. Thầy không có cho mình tu cái hạnh cấm khẩu, phải không? Thí dụ từ ở dưới tôi lên đây muốn hỏi cái chùa Phú Hưng, mà gặp cái đồng đạo lỡ cái người mà cực đoan, cái người ta cấm khẩu quý vị, hỏi đường này có đi lại chùa Phú Hưng không, người ta chỉ ó ó é é là cái như thua rồi, phải không quý vị? Cho nên cấm khẩu đâu có làm cái lợi gì cho ai được, phải không chưa quý đồng đạo? Mà thầy kêu mình nói năng điều chánh thì an chứ gì. Cái gì chánh đáng thì nói, chứ thầy không có cho mình cấm khẩu, mà cũng không cho mình nói ba qua nhiều lời, muốn nói gì nói không suy nghĩ. Nên thầy dạy là
kinh nghiệm rồi ta mới diễn ca câu chánh ngữ thiết tha nhiều nỗi, phải không chư quý đồng đạo? Vì vậy mà chúng ta phải làm sao có được một cái chánh ngữ, chư quý đồng đạo ơi. Cho nên đối với cái vấn đề mà chừa giọng ngữ, Đức Thầy dạy làm sao? Muốn tránh những điều khiến cho tư cách nhân quần phải bị giảm hạ, tức là cái địa vị của một cái người tu, cái phẩm chất của một cái người đời cũng vậy nữa quý vị. Là phải có được một cái uy tín ở trong xã hội, phải không quý vị? Nên Thầy đã muốn tránh những điều khiến cho tư cách nhân quần dễ bị giảm hạ, thì phải làm sao? Phải tập tánh nói năng chân chánh, tức là nói những cái gì là có lợi ích cho người khác thì gọi là chân chánh đó quý vị. Bỏ lối láo xược chớ chiêu, tức là mình không có ăn đằng sống nói đằng gió, hoặc là chuyện có nói không, chuyện không nói có đó ha, thì lối láo xược chớ chiêu. Rồi Đức Thầy dạy chẳng nên cháo chát với người, bỏ tiếng xảo ngôn và phải dùng lời chân chất. Thưa chư quý đồng đạo kính mến, được như vậy là chúng ta đã bỏ được cái vấn đề mà giọng ngữ, chư quý đồng đạo. Thưa quý vị, trong bốn cái ác mà thuộc về khẩu nghiệp, đó là lưỡng thiệt nè, ác khẩu nè, ỷ ngôn. Đây là lưỡng thiệt nè, ỷ ngôn nè, ác khẩu nè, giọng ngữ. Đây là bốn cái điều ác mà chung quanh cái miệng của chúng ta. Cho nên trong cái cuộc đời tu hành của chúng ta, hay ngay cả cái cuộc sống làm người ở thế gian này, mà chúng ta làm chủ điều tiết được cái lời nói mình, thì thưa quý vị, hoàn toàn là có lợi ích hết quý vị. Bởi vì khi mình nói, mình phải biết được cái giá trị cái câu nói này đem lại cái lợi ích hay cái tai hại cho người khác. Mình đánh giá được vấn đề đó thì tất nhiên mình phải chọn cái lời nói lợi ích để mình nói, không quý vị? Nó vừa lợi ích cho người nghe mà nó cũng vừa lợi ích cho người nói. Thì hai cái lĩnh vực này nó đều tu bổ cái đạo hạnh của chúng ta thôi quý vị. Mà mình có làm chủ lời nói mình rồi thì cho dù bất cứ cái hoàn cảnh nào nó đến với mình, nghịch hay thuận, thì chúng ta cũng vẫn là im ả để tu trong cuộc sống thôi, chứ quý đồng đạo kính mến. Mình có làm chủ cái lời nói thì cái giá trị mình càng tăng, cái đạo đức mình càng có. Một khi mình nói ra ai cũng tin là cái cô đó, cái chị đó ăn chắc nói thật, phải không quý vị? Không nói thì thôi, mà nói đâu là có đó. Còn nếu không thì người ta nói chàng ơi, tưởng đâu ai chứ tin bà hai bà ba đó thì bán lúa giống rồi, phải không quý vị? Tin ông năm ông bảy đó nói 10 tô không còn chén nữa, phải không quý vị? Kiểu này là thua cuộc rồi, phải không chứ quý đồng đạo? Cho nên á, chúng ta phải làm sao? Tôi cứ nhắc đi nhắc lại, mình cứ làm chủ lời nói. Mà người có chính niệm chừng nào, người có tu tập niệm Phật, cái nội tâm mình thanh tịnh chừng nào thì mình sẽ làm chủ lời nói mình chừng nấy, phải không quý vị? Chứ mình không có chấp quá, coi như mình chấp thì không được. Mình nghĩ nói nhiều quá thôi, mình không nói là thua, phải không quý vị? Mình không nói thì đâu có được. Ví dụ có một ông nghe nói tương truyền là trong một ngàn mẫu chuyện đó, có cái ông này nè, ông nói gì nè quý vị? Bà nhà tôi á, bà thích á, cưới con dâu á, lanh lợi nói nhiều, gặp ai chào hỏi lẹ làng. Bà thích, bà cưới về cái thôi nó nói búa xua chân chịu không nổi. Cái ông nói tôi thì ngược lại, tôi cưới con dâu á là nó không thẳng ha nói, ai hỏi cái gì từ từ ha nói, mà giả như nó không nói cũng không sao, nói nhiều mít lòng nhiều thôi không nói cũng được. Ông lựa con dâu nghiêm nghị ít nói của gì. Bữa nọ về cái ông đang ăn cơm mà ông trời ông xây cái chiều gió lại ông gió chướng, thì ông phơi hai cái điểm lúa giống ở ngoài của gì. Cái ông thấy đợi mà nuốt cái họng cơm rồi thì kêu nó ra dùng cái điểm lúa lại thì ông trời ông mưa rồi. Nên ông vừa nhai mà ông ứ ó ông chỉ vậy nè. Con dâu ít nói, nó nói làm sao quý vị biết không?
ông già cái họng cơm, ông làm ơn ông nhai hết giùm tôi đi, rồi ông nói tôi có biết ông nói cái gì mà tôi dành với ông mà ông ó, tôi tưởng đâu là ông bị tai biến rồi chứ. Quý vị thấy ít nói mà nói một câu vậy cũng chịu không nổi không quý vị? Tôi tưởng đâu ông bị tai biến tới nơi rồi ông nói không được, rồi mà ông chỉ chỗ ông ứ é hoài, ông già hết đi rồi tôi có biết ông muốn nói gì mà tôi dành nói với ông đâu mà ông ứ ó é gì quý vị. Cái bả nói đó, ông thấy chưa, lựa ít nói đi. Nó sáng cái đùng, cái hết hồn, hết vía không quý vị. Cho nên đây là một cái vấn đề mình không nên chấp ở chỗ nào hết. Mà chúng ta hãy nói cái gì mà đem lại cái lợi ích cho mọi người, mọi giới thì chúng ta nói. Còn cho nên nhà Phật có một cái điều này mà tôi thấy rất là hay quý vị. Nói năng trong im lặng mà nói năng trong chánh pháp mà im lặng trong chánh pháp quý vị. Nói năng trong chánh pháp tức là nói cái gì cũng lợi ích cho người nghe và chính bản thân người nói thì gọi là nói năng trong chánh pháp. Mà im lặng cũng là im lặng trong chánh pháp, phải không quý vị? Im lặng mà không vì tham, vì sân, vì si chi phối mình thì cái im lặng này cũng đáng giá ngàn vàng. Quý vị có đồng ý với tôi, có đôi khi người ta im lặng mà tâm hồn người ta cũng trải cái dạ tham sân si đủ kiểu không quý vị? Tôi mới kinh nghiệm cái điều này mà tôi trộm nghe thôi. Có hai anh em này đi lúa, mà hôm nọ mình đi chợ, cái xuồng mình nước vô quá, cặp lại cái ghe lúa để mình tát. Mình buộc cái nhợ dây cặp cái ghe lớn đó quý vị, để mình tát nước. Mình thấy hai vợ chồng của cái người trong ghe này nói mà tôi thấy nói trong im lặng mà có đôi khi nín cũng không phải là im lặng đâu, nín cũng là tham sân si dữ dằn, phải không quý vị? Cái ông chồng ông nói nào, ổng với bà vợ ổng thì đậu ghe lại, rồi hai anh em đi lúa chung, cái anh hai còn ảnh thì thứ ba. Cái ông chồng ổng nói, bà vợ mới nói anh là anh hai anh mua lúa nhiều dữ lắm, mà lúa hổm gài là nó giọt lên đó nghe anh, mà bây giờ á là lúa nó có cái chiều hướng nó chững lại và nó xuống dốc nữa. Nói với anh hai mua ít ít đó, chứ mua nhiều ảnh lỗ một cái là hỏng chân luôn đó nghe anh, chết liền đó. Cái mua bán này phải là lời mà không phải là đổ nghiệp nghe. Anh nói với anh hai đừng có mua nữa, chứ anh bỏ cọc hàng trăm tấn mà nghe nói lúa là nó có cái chiều hướng xuống rồi đó. Nhỏ nó nghe đài nó nói vậy đó. Ông nói làm sao biết không? Tao nín thinh, tao không thèm nói, để mua cho nó sụp rồi nó gãy cổ luôn, phải không chưa quý đồng đạo? Vậy thì im lặng có trong chánh pháp hay không? Im lặng cũng là trong cái tham sân si. Thay vì anh mình không biết, anh mình mua quá nhiều, mình biết mình nói với anh mình ngưng lại đừng mua nữa, để lỗ rồi con cháu mình nó cũng khổ chứ nó có sung sướng gì, phải không quý vị? Rồi mình có yên không? Mà ông nói mày nói vậy chứ tao không thèm nói, để ông chạy ông mua cho đã đi, rồi ông lỗ ông gãy cổ ông luôn, tao nín thinh à. Nín thinh này có tội hay có phước quý cô? Có tội không? Có tội. Cho nên nín có tội hay là nói có tội là do tùy người đó ở cái chủ, làm chủ cái cảm xúc nín hoặc nói mình, hay không quý vị? Nếu mình nín trong đạo đức thì tốt, người ta chửi mình nhịn là được, phải không? Người ta nói hơn nói thua mà mình mặc nhiên thì đây là đạo tâm của mình thâm hậu. Mà những người kế bên mình, đồng nghiệp mình làm ăn, mình thấy giá cả thị trường xuống rồi, mua nhiều là lỗ vốn là thất vọng, thì bây giờ mình phải nói, thì cái nói này nó rất là chánh đáng, không quý vị? Mà nếu mình nín là coi như là thua cuộc. Cho nên không phải nín mà tốt, mà không phải nói mà xấu, phải không quý vị? Đôi khi mình nín mà cũng là nín trong cái tội lỗi. Đôi khi mình nói trong cái tội lỗi, thì bây giờ mình điều tiết, mình chuyển hóa lại, mình có tu gọi là sửa, thì mình nói cũng trong cái đạo đức, mà nín cũng trong lợi ích cho người khác, mình mới nín, phải không quý vị? Chớ mà chúng ta áp dụng trái chiều là chúng ta bị thua, bị lỗ đức vốn, phải không cô bác anh chị em? Vì vậy cho nên trong cuộc sống này, tôi xin cầu chúc cho tất cả cô bác, anh chị em đồng đạo mình, khi nói, khi nín, mình đều làm chủ tâm hồn mình, sống trong đạo đức tình người và áp dụng lời dạy của Đức Thầy. Tóm tắt, ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha,
dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Nếu như ai giữ được trọn lành, trọn sáng về nơi cõi Tây Phương an dưỡng mà học đạo cho hoàn toàn đặng trở lại cứu vớt tất cả chúng sanh, thì dù cho chúng ta còn hiện tại trong cái cuộc sống này, thì chúng ta cũng làm sao thực hiện đúng theo lời Đức Thầy dạy, mà Đức Thầy cho biết là giảng kinh đọc tụng chiều mai, làm theo lời chỉ ngày rày gặp ta. Đó là Đức Thầy đã khả hứa với chúng ta. Khi nào chúng ta đã làm tròn đạo hạnh thì Đức Thầy không có bỏ rơi mình, phải không chư quý đồng đạo? Cho nên ở trong cái đoạn mà Đức Thầy cho biết là không người nào được phép xưng mình là người trong đạo mà không giữ luật. Kẻ nào làm trái luật lệ trong đạo đức dù không xin bôi tên hay là chưa thôi đạo đi, thì chúng ta cũng phải bị chịu trách nhiệm việc làm của ta, đó là coi như người ngoại đạo, phải không quý vị? Ở Đức Thầy đã chỉ rõ ràng cái vấn đề đó, cho nên dù mình là cái người đạo thì chúng ta phải làm đúng với cái lời dạy của Đức Thầy. Còn nếu không đúng lời dạy Đức Thầy, dù mình có xưng mình là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, giáo lý viên của Phật giáo Hòa Hảo, thì Đức Thầy cũng xa lần chúng ta. Tuy là hữu ảnh ảnh vô hình, tuy là hữu ảnh vô hình, chớ dân lòng tưởng sân trình đáo lai. Ai ai cũng là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Tôi cầu chúc quý vị thì lúc nào cũng là mang mệnh trong lòng mình, mình phải giữ trọn lành trọn sáng để về cõi Tây Phương an dưỡng mà học đạo cho hoàn toàn đặng trở lại cứu vớt chúng sanh. Thưa toàn thể chư quý đồng đạo kính mến, trên dưới hơn một tiếng đồng hồ chúng tôi gặp gỡ với quý vị, chia sẻ qua chuyên đề khẩu nghiệp, thì tôi xin chúc quý vị lúc nào cũng làm chủ mình để rồi chuyển tải những cái lời nói đến cho người khác nghe. Và khi người khác tiếp nhận được cái lời nói mình, luôn luôn họ có cảm tình, họ tinh tấn trong đường tu, và họ luôn luôn là sánh vai là một người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Đến đây xin dứt lời: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thay mặt ban tổ chức, chân thành cảm ơn giáo lý viên, chúc giáo lý viên được nhiều sức khỏe, và một lần nữa đề nghị chúng ta ủng hộ thêm cho tràng pháo tay. Đến đây chúng ta đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình buổi lễ thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo ngày hôm nay. Giáo lý viên đã đem sở học của mình triển khai nội dung đề tài một cách mạch lạc, làm sáng tỏ tinh văn sâu sắc trong giáo pháp học Phật tu nhân của Đức Huỳnh Giáo Chủ, giúp chúng ta hiểu và thực hành đúng tôn chỉ giáo lý. Ban tổ chức chân thành cảm ơn chánh quyền địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi, bảo vệ an ninh trật tự để ban tổ chức hoàn thành buổi lễ thuyết giảng thành công tốt đẹp. Cảm ơn tổ âm thanh ánh sáng, tổ cắm hoa, tổ hậu cần. Xin cảm ơn giáo lý viên Trần Thị Hà không ngại đường xa đến đây theo sự phân công của Ban trị sự Trung ương để trình bày kiến thức quý báu của mình. Xin chân thành cảm ơn Ban trị sự xã Bạn, các nhà mạnh thường quân, chư quý vị đồng đạo đến tham dự đông đủ để cho buổi lễ thuyết giảng được thêm phần trang nghiêm trọng thể. Cuối cùng, thay mặt ban tổ chức, chúng tôi kính chúc quý vị và gia quyến được dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt, tinh tấn tu hành, đắc thành đạo quả. Đến đây tôi xin trân trọng tuyên bố bế mạc buổi lễ thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo ngày hôm nay. Trân trọng kính mời toàn thể chư quý vị đứng lên nghiêm trang hướng về lễ đài để làm lễ nghi thức bế mạc. Kính mời quý vị trang nghiêm kính lễ Đức Phật. Kính thưa thầy, kính lễ Đức Thầy. Kính thưa xong, phần nghi thức bế mạc đã xong. Kính mời toàn thể chư quý vị vào nhà khách dùng cơm với ban tổ chức. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.